Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng ngày 26 tháng 5 tiên Giáp Thìn, là trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hảo xã Mỹ Đức, cũng huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Bữa nay cũng mở lớp giáo lý bồi dưỡng căn bản không quý vị. Đây là trước cổng của Ban trị sự, hướng về cũng đường về Châu Đốc không quý vị. Đây là trước cổng của Ban trị sự, còn hội trường là ở phía trong không quý vị. Rồi bây giờ Bích Giang sẽ đi vào hội trường của buổi làm lễ khai giảng lớp học khóa giáo lý căn bản không quý vị. Thay mặt cho Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, tôi xin trân trọng nhận chân thành kính gửi toàn thể lai ra bây giờ là chúc xúc thành mai ngày chân. Kính thưa kho tàng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, chú chỉ luôn thể hiện sự hài hòa giữa con người tâm linh và con người xã hội, con người hướng tới cứu cánh và con người kết thân của đi tự tự giác giác ra, thể hiện tính chất nhập thế rất chi diệu thẳng thắn của Phật giáo Đại thừa, tư trần bất nhiễm. Có thể nói suốt 85 năm qua, hầu hết tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chân tu tâm đạo đều đã và đang phấn đấu giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nhưng việc quy y và hành vi là dạy của Đức Thầy trong thực hành giáo lý vẫn còn một bộ phận không nhỏ trong nội bộ đồng đạo của chúng ta chưa thi hành hợp nhất, chưa đọc học hiểu và hành đạo, cho đến nay vẫn còn nhiều biên nhiệm này. Do vậy mà việc tiếp tục và tăng cường mở thêm các lớp giáo lý đang diễn ra hiện nay, Phật giáo Hòa Hảo hiện giờ không còn là một cái tôn giáo xa lạ với những thức giả ở trong và ngoài nước, mà đã là một của các tôn giáo lớn công nhận trên tinh thần pháp nhân. Bởi vì giá trị di sản văn hóa của Phật giáo Hòa Hảo có thể xem là một cái đặc điểm đặc trưng đã góp phần tôn bồi cho sự diễn đời của đất nước, như phần ở đầu ủy chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là ban tôn giáo chính phủ. Đây là hội trường nè các quý vị. Sự hiện diện của Phật giáo Hòa Hảo trải dài hơn 3 phần tư thế kỷ quan, có thể ví như dòng nước mát ngọt âm thầm chảy sâu dưới lòng đất hiền hòa, thấm nhuần cho hoa lá thêm tươi, cho cộng đồng thêm bát ngát. Bởi Phật giáo Hòa Hảo là một cái đạo Phật nghĩa là trở về với nguồn gốc tự tánh, căn tăng phương pháp tu hành, loại bỏ những đường rào phiền toái, tập trung tất cả vì cứu cánh chứng ngộ Như Lai, thông qua lộ trình đền trả thức ăn lập thân quả trần, lấy tâm làm gốc. Chúng ta có thể khẳng định rằng Phật giáo Hòa Hảo là một cái tôn giáo nội sinh, một nền đạo xuất phát từ lòng dân tộc do Đức Quyền Giáo Chủ sáng lập từ năm 1939 tại Việt Nam, đã tồn tại và phát triển không ngừng. Bởi giáo lý của Ngài luôn thắp sáng lên từ những cái đề thuyết giảng dị đặc thù, lấy vô vi chân truyền của Phật tổ làm nòng cốt. Ngài đã dung hòa nhuần nhuyễn tinh hoa của tam giáo, tức là Nho, Lão, Phật, hữu sơn kỳ hương, những cái giá trị truyền thống của dân tộc và tư tưởng của những ngài để hình thành cái giáo thuyết mới phù hợp với đời sống dân tộc và có thể áp dụng được có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Từ ngày 18 tháng 5, Đức Quyền Giáo Chủ của chúng ta đã sử dụng sách thi như là một cái pháp bảo nhiễm màu, khơi nguồn cho tư tưởng Hòa Hảo quyện nhập vào lòng dân tộc, và Ngài đã thành công trong cái quá trình thuyết pháp độ chúng để pháp luân thường chuyển, và đã phổ truyền rộng rãi một cái lý tưởng dị nhân sinh, một cái nếp sống nhân hòa thiện hảo và đoàn kết cho hàng triệu nhân sinh, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Ngài đã lấy chữ hòa để mở đường cho bi trí dũng để cứu khổ sanh linh và hướng tới một cái môi trường an lạc, để ở đó cả nhân loại sẽ cùng nhau uống điển hình một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hằn quán, trên cả trí lấy công bình phân đoán, dưới dạng dân trăm họ im liền, trẻ với già dịch hai chữ từ khiêm, không còn thấy loãng luân nần trang kỹ. Dạ. Kính thưa quý vị, đến năm 1975, khi non sông liền một giải, hầu hết các học giáo hòa hảo đều đã dân nghe và cũng hành nghiêm cẩn lời giáo huấn của Đức Tôn Sư, đã luôn cần kiệm sốt sáng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều khác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, đã tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở, góp phần làm cho nước nhà của chúng ta trở nên cường thịnh, tiến bộ, dân chủ, văn minh. Từ cái bức tranh hiện thực sinh động tốt đạo để đời đúng tròn cái quan giáp 60 năm, tức là năm 1939 cho tới năm 1999, tức là 60 năm một quan giáp đúng tròn như thế, thì Phật giáo Hòa Hảo chúng ta được công nhận tư cách pháp nhân, được hoạt động. Trời, vậy là sớm rồi đó. Và kể từ đó, trên cái cơ sở pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo trước đây và luật tín ngưỡng tôn giáo hiện hành, các cái quy chế hiến chương và chương trình đạo sự của Phật giáo Hòa Hảo đã được triển khai rộng rãi ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Trung. Các cái quy chế hiến chương được triển khai một cách rộng rãi và Ban trị sự Trung ương đã tăng cường thực hiện các cái chương trình đạo sự trọng tâm, kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực để sử dụng chánh pháp theo cái đường hướng là vì đạo pháp, vì dân tộc. Nhưng đây tôi xin báo cáo với các chư quý vị đồng đạo là cái toàn đạo chúng ta cập nhật cho tới giờ này là chúng ta có được là 406 ban trị sự các cơ sở, có được 7 cái điểm nhóm sinh hoạt rải ra ở rất nhiều tỉnh, và đó là có 4.000 vị sự viên giúp việc nhân viên trong toàn đạo phục vụ cho cái sự nghiệp của đồng đạo của chúng ta. Và hiện giờ có nhiều ban trị sự, có nhiều đồng đạo ở các nơi cũng có những cái ý kiến để kêu gọi, yêu cầu ban trị sự môn thành lập các ban trị sự mới hoặc là các cái điểm nhóm sinh hoạt. Ví dụ như là hiện nay ở Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Trà Vinh và Bà Rịa Vũng Tàu. Tức là nếu mà chúng ta tính hết thì giờ đó là 20 gần 30 triệu thành đang có cái nhu cầu để phát triển. Nhưng mà trong cái tình hình thực tế chúng ta làm từng bước thì có thể là trong các cái nhiệm kỳ tiếp theo thì giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục hết sức để tích cực phấn đấu làm như thế nào để mở rộng thêm các cái gì các cơ sở để thực hiện cái lý tưởng hành đạo mà Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta. Và đó là bên cạnh cái hoạt động tổ chức thì chúng tôi thấy là cái mà quan trọng đó là đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội để đem lại phước lợi cho xã hội và nhân sinh hàng ngàn tỷ đồng. Nếu chúng ta so sánh từ những kỳ nổ thì cái nhiệm kỳ đầu tiên có ban đại diện giáo hòa hảo của chúng ta thì trong 5 năm của nhiệm kỳ đầu tư cho an sinh xã hội là được chỉ có 22 tỷ đồng là 5 năm. Cái kỳ nhân sự khởi đầu năm là qua nhiệm kỳ 2 ý thức, tư tưởng, thái độ hành vi và qua đó củng cố lòng tin của toàn đạo vào cái tiền đồ tươi sáng của đất nước, của đạo pháp và của dân tộc. Kính thưa quý vị, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta ai cũng hiểu rằng trong tam đạo pháp bảo thượng đế là hàng quan trọng thứ hai sau Phật giáo. Pháp có cổ truyền thì đã mới tồn tại và ngược lại có đạo, mà thiếu cái căn đề pháp bảo thì đạo ấy sớm muộn gì cũng phải chịu hệ lụy là xa đạo tiêu nhân. Bởi vậy từ năm 1939, trước cảnh đạo đức suy vi dòng người ly tán, Đức Bụt Giáo Chủ đang tuổi 19, Ngài đã phát liên đại ngộ, quá hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Với lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, Ngài đã sống thuyền giác giúp cơ sanh chung và đã mạnh dạn triển khai một chính lý để quy nguyên Phật pháp, căn tâm giáo điều,
ngài tích cực bài trừ tất cả những lễ cô học đó hay vậy chính vì Phật giáo phải mở trong giai đoạn lịch sử nhất định dù liên tục trải qua bước đường trưng chinh quá đạo mất 7 năm trường của chế độ thực dân nửa phong kiến và lúc nào ngài cũng quyết chí cảnh tỉnh người mê về ngoại bộ giải đăng kẻ tục dựng nê hạ. Theo ngài thì việc tu hành chỉ có trao dồi trí tuệ sửa tánh năng lòng dần lành xa hát và biết niệm Phật chứ không cần phải khổ hạnh và cũng chẳng vọng ngoại bài bố cho nhiêu kê phiền toái. Do vậy hôm nay hết người tín đồ thuần thành chân tu tâm đạo phải tích cực gương mẫu hành lý lời dạy của đức thầy trong quan hệ đối nhân xử thế trong quan ngôn đang chào thành viên của ban trị sự trong khu B học luôn học hay dữ hả học luôn hả gia tông hoàn toàn phải tích cực giữ gìn tôn tạo phát huy giá trị di sản phi vật thể lẫn vật thể của tôn giáo mình để tích cực bảo vệ trong sáng thích thời phù hợp với đời sống dân minh và gia đình văn hóa vốn có trong Phật giáo và đạo của chúng ta. Đặc biệt trong tình hình đang phát triển giáo hội hiện nay, toàn đạo cần phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, cùng nhau đoàn kết một lòng để thắp sáng lên ngọn đuốc chân lý từ bi chí thiện, nêu cao tinh thần hòa hảo, bác ái, đại đồng, thân quyền, quả luật mà ngài đã dày công truyền dạy. Và nên nhớ rằng chỉ có đoàn kết, khoan dung, trí tuệ, kỹ cương, trung hậu một lòng vì đạo thì mới có thể phát huy được nội năng và dung quét cho sự phát đan rực rỡ lần đạo mà công sư kính yêu của chúng ta đã dày công hoàng quá. Và mỗi đồng đạo cần phải khắc cốt ghi tâm, học câu hỷ xã đại từ, noi gương nghĩa sĩ giả tư chớ gần, nghiêm cẩn phụng hành lời dạy của đức thầy, giữ gìn thánh danh của nền đạo và không ngừng thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại các phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Song song với nhiệm vụ bảo pháp, người tín đồ Phật giáo và học cần hiểu và thực hành đúng chức năng truyền pháp, học đạo hiểu đạo và hành đúng chức năng thấy người có thờ Phật rồi dối giả lập bàn thờ Phật cũng chưa hiểu ông Phật thế nào và tại sao ta phải thờ kính đức Phật. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế thì càng tu càng thờ bao nhiêu thì càng tỏ ra cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu như lời đức thầy đã chỉ dạy. Đặc biệt trong thời đại phát triển công nghệ thông tin như vũ bảo hiện nay, khi tiếp cận các trang mạng xã hội, chúng tôi đề nghị đồng đạo của chúng ta cần phải trong chánh tính chánh niệm, nhận định rõ chánh tà đúng sai thiện ác, không tin nghe những điều ngôn chuyện sai lạc tín ngưỡng chân chính, dầu cho ai phá rối đức tin ta cũng bước một đàn đi tới. Tuyệt đối trung thành với tôn chỉ giáo lý chân truyền của đức thầy chỉ dạy dù bất cứ hoàn cảnh nào, và hãy khắc ghi vào lòng lời dặn dò tâm huyết đầy cảm xúc của đức thầy trong bài từ giả bổn đạo khắp nơi vào năm 1940. Đức thầy than ngàn thân cùng đêm giấc khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào em. Từ nay các việc xa ngàn ai người tâm đạo đừng to đi, tẩy sạch tâm hàm, một lòng một dạ thực hiện lời kêu gọi đồng đạo khắp nơi của đức thầy trong đời thu trả cuối năm xưa. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, vua dọn vàng đánh thức bốn phương, chánh hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thượng chọn đường quy nguyên, và cùng nhau hành trì nghiêm cẩn lời tâm huyết của đức thầy truyền dạy từ mùa hè năm Ất Dậu 1945 để tránh những điều sai lạc nếu có trong cuộc đời hành đạo của mình. Đặc biệt mỗi học viên hôm nay đều phải nỗ lực tự giác, tự học, tự rèn với cái tinh thần là học hải vô nhai, cần thị hạn, thanh danh hữu lộ, chí duy thêm. Đặc biệt mỗi học viên là phải quan tâm, cố gắng thực hiện cho nó tốt. Và đó là nên nhớ rằng ý chí, nghị lực là chìa khóa của sự thành công, cũng như sự học là chìa khóa để mở hết tất cả các cánh cửa. Tiếng Pháp gọi là tinh túy sông hay tông lê kêu vẹt tức là bọt, tức là cái sự học đó, là nó là chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa. Vì vậy cho nên cái việc học
giáo lý là rất là quan trọng, cần thiết trong cái tương lai để chúng ta sẽ có thể mở hết tất cả các cái cánh cửa mà còn trong cái khái niệm giáo lý. Tất cả những cái điều đó chúng ta sẽ làm tốt hơn để thực hiện lời dạy của thầy kính yêu của chúng ta. Mong rằng mỗi học viên sẽ chấp hành tốt nội quy của đất, hoàn thành viên mãn quá trình tu học ở tại cái đạo tràng này. Thay mặt ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và ban lãnh đạo tổ chức lớp, tôi long trọng tuyên bố khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 534 của chúng ta ngày hôm nay. Trước khi kết lời, xin kính chúc quý vị khách mời luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc cho toàn thể đồng đạo học viên tinh tấn tu học và đạt kết quả cao nhất. Nguyện cầu hồng ân tam bảo, Đức Phật, Đức Thầy gia hộ cho toàn thể chư quý đồng đạo kính mến có mặt hôm nay, bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả viên dung, giảng sự cát đường, xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Quý Diễm, trưởng ban của kiện giáo lý ban sự trung ương vừa phát biểu diễn văn khai mạc lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo tại xã Mỹ Đức. Ban tổ chức và đồng đạo xin cầu chúc các ông được dồi dào sức khỏe để lèo lái con thuyền đạo Phật giáo Hòa Hảo càng được phát triển hơn nữa. Một lần nữa xin chân thành kính chúc ông Nguyễn Quý Diễm. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Hùng, phó trưởng tiểu ban kiểm soát ban sự trung ương, thông qua quyết định phân công ban lãnh đạo lớp, ban sự trung ương xin trân trọng kính mời. Xin qua lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện đảng chính quyền địa phương các cấp, kính thưa ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang cùng các vị giáo lý viên, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức cùng các ban trị sự xã phường thị trấn, quý vị là mạnh thường quân cùng quý đạo đạo đến tham dự buổi khai giảng hôm nay. Chúng tôi xin thông qua danh sách giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban trị sự trung ương Phật giáo Hòa Hảo năm đạo thứ 85, danh sách ban lãnh đạo lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo tại nơi làm việc của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, khóa 534, thời gian 20 ngày kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến ngày 28 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày 26 tháng 5 Giáp Thìn đến ngày rằm tháng 6 Giáp Thìn. Một lớn ban lãnh đạo lớp, ông Nguyễn Quy Diễn trưởng ban, ông Nguyễn Văn Lượng phó ban, bà Quỳnh Thị Em thư ký, ông Nguyễn Văn Hùng kiểm soát, ông Nguyễn Đắc Phong ủy viên phụ trách văn kiện, hai lớn ban khảo thí, ông Nguyễn Văn Lượng ủy viên thường trực ban trị sự trung ương, trưởng ban tổ chức và nhân sự, trưởng ban, ông Lê Minh Công trị sự viên trung ương, giáo lý viên phó ban, ông Nguyễn Thành Út thành viên, ông Nguyễn Văn Bá thành viên, ông Phan Chí Tâm thành viên, bà Nguyễn Thị Mạnh thành viên, bà Lê Thị Na thành viên, bà Đoàn Thị Tiết Mai thành viên, ba lớn ban giám thị, ông Quỳnh Văn Đức tổng giám thị, bà Thái Thị Tiễn phó tổng giám thị, ông Phạm Trung Cang
Phó Tổng Giám Thị, ông Lưu Thế Duy, Thư Ký, ông Lý Quốc Vũ, Thư Ký, ông Nguyễn Văn Thiết, Thư Ký, ông Nguyễn Văn Nga, Giám Thị, ông Mai Thiện Hòa, Giám Thị, ông Nguyễn Ngọc Trưởng, Giám Thị, ông Nguyễn Văn Bình, Giám Thị, cô Nguyễn Thị Trang, Giám Thị, ông Nguyễn Phước Muôn, Giám Thị, ông Dương Công Tấn, Giám Thị, bốn lớn, ban tổ chức lớp, ông Mai An Toàn, trưởng ban, ông Trần Văn Tụi, phó ban phụ trách vận động học viên, ông Lý Văn Kép, phó ban tài chính, ông Nguyễn Văn Được, phó ban hậu cần, ông Trần Công Tráng, thư ký, kế toán, ông Nguyễn Bá Tùng, thủ quỹ, ông Lo Ngọc Anh, ủy viên phụ trách kiểm soát, ông Phạm Thanh Liệt, ủy viên phụ trách trật tự, bà Lê Thị Tố Nga, ủy viên phụ trách khám tiết, ông Lý Văn Minh phụ trách âm thanh ánh sáng, ông Ngô Văn Số xứ, ủy viên phụ trách y tế, ông Ngô Văn Lớn, ủy viên phụ trách tiếp tân, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, ủy viên phụ trách chùa Phật, ông Nguyễn Tấn Phương, ủy viên phụ trách vệ sinh môi trường, ông Đặng Phú Hậu, ủy viên ăn ngủ nghỉ, ông Bình Văn Mức, ủy viên phụ trách nấu nướng chính, cùng các ban trị sự các xã, phường, thị trấn trong huyện Châu Phú phụ trách vận động hậu cần và chọn thêm nhân sự giúp việc để ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tốt. An Hòa Tự ngày 28 tháng 5 năm 2024, thay mặt ban trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ký thay trưởng ban, phó trưởng ban thường trực, trưởng ban phổ truyền giáo lý ông Nguyễn Quý Diễn ký tên và đóng dấu. Chúng tôi xin kính chúc quý quan khách được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc ban trị sự trung ương, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang cùng quý đồng đạo thân tâm được lạc, đạo quả viên dung. Xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Nguyễn Huy Diễn, phó trưởng ban thường trực ban trị sự trung ương, trưởng ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, kính thưa ông Quỳnh Minh Lý, là mạnh thường quân lớn của giáo hội và nói chung và ban trị sự xã Mỹ Đức nói riêng, kính thưa quý vị là trị sự viên các ban trị sự xã phường thị trấn về đây tham dự, kính thưa ban tổ chức, ban giám thị cùng toàn thể vị đồng đạo thân kính. Thưa quý vị, nhân dịp hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2024, cũng nhằm ngày 26 tháng 5 năm Giáp Thìn, là ngày lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 534, được mở tại nơi làm việc của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì đứng trước khung cảnh trang nghiêm long trọng của buổi lễ khai giảng, tôi cũng rất vinh dự được ban tổ chức cho lên đây có đôi lời phát biểu. Vậy lời nói đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất ạ. Kính thưa vị, mai chúng tôi cũng rất là vinh hạnh được thay mặt một số mạnh thường quân chuyên hỗ trợ cho lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo đến lớp học chúng ta nhân ngày lễ khai giảng. Trước là công phụ lời mời của tổng giám thị lớp, sau đó cũng xin rất vui vì mặt tinh thần cùng nhân ngày lễ khai giảng. Và cũng xin hỗ trợ cho lớp học một số tài vật để lớp học bớt đi gánh nặng phần nào. Bởi vì chúng tôi nhìn thấy mỗi một lớp học mở ra thì ban tổ chức phải lo rất là nhiều việc. Cho nên chúng tôi cũng xin góp một phần nhỏ để gọi lại cùng nhau truyền bá tin lành. Thì số quà hôm nay chúng tôi mang đến cho ngày lễ khai giảng là 150 quyển tài liệu, 200 tập, 200 viết và 150 cuốn sơ mi cho học viên sử dụng trong khi học. Và riêng ban tổ chức thì 5 triệu đồng tiền mặt cho ngày lễ khai giảng để ban tổ chức chi tiêu cho lớp học. Và cũng xin trao giải thưởng cho vị đồng đạo học viên tham dự lớp học này. Đồng đạo nào tham dự xuyên suốt, chăm chỉ học bài, làm bài đầy đủ đến ngày thi cuối khóa đạt kết quả cao thì chúng tôi sẽ thay mặt mạnh thường quân tặng cho vị thủ khoa đó là 2 triệu đồng, khu 1, khu 2 phải chạy 1 triệu.
và chúng tôi cũng rất hy vọng và đặt niềm tin rằng sau khi tham dự lớp học này xong, dù có đạt được thủ khoa hay không thì Thiên trở về với mấy gia đình, quý vị Thiên sẽ là người gương mẫu trong gia đình, ngoài xã hội sẽ là công dân tốt cho đất nước, và bên cạnh đó cũng là tín đồ mang đạo của thầy tổ, để không phụ lòng thầy tổ các em đào hồng của giới sinh linh, cũng như ban tổ chức đã tổ chức lên lớp học để tìm kiếm nhân tài gây giảng khai lai cho thành đạo. Thì chúng tôi đó là những gì chúng tôi đặt niềm tin, khi quý vị tham dự lớp học ngày sau quý vị sẽ làm được điều đó. Thì chúng tôi cũng chỉ có bấy nhiêu lời gửi đến lớp học chúng ta nhân ngày lễ khai giảng. Thì tới đây cũng xin dừng lại để dừng những chương trình tiếp theo. Thì trước khi rời khỏi diễn đàn cũng xin kính chúc buổi lễ khai giảng cũng như lớp học thành công tốt đẹp. Xin kính chúc quý quan khách và đồng đạo thân tâm thường lạc và sự viết tường trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Trang về đại diện cho một số mạnh thường quân tạm nghe từ mặt về hòa kết lại tinh thần cao duyên. Chúng tôi xin trân trọng chúc mời ông đỡ ban thì sự phật giáo hỏa sẽ nghi đức và mai dân còn đến nhận tiền mặt hàng năm triệu đồng cho mạnh thường quân trao ngày cho ngày lễ khai giảng hôm nay. Đề nghị quan lên cảm ơn. Tiếp theo chương trình phát biểu cảm tưởng của đại diện khóa sinh, trân trọng kính mời Trần Thị Minh Nguyệt đại diện các khóa sinh phát biểu cảm tưởng, xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương, kính thưa ban trị sự trung ương và ban đại diện giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, kính thưa ban trị sự các xã phường thị trấn, ban tổ chức, ban giám thị, quý vị mạnh thường quân cùng toàn thể quý ông bà cô bác đồng đạo kính mến. Hôm nay là ngày 1/7/2024, nhằm ngày 26/5 năm Giáp Thìn, là ngày khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 534 tại ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Trong bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ khai giảng, con vinh dự được ban tổ chức chọn đại diện khóa sinh có đôi lời phát biểu cảm tưởng của mình. Lời nói đầu tiên xin thay mặt học viên chân thành gửi đến toàn thể quý vị lời chào mừng nồng nhiệt và sự chúc phúc tốt đẹp an lành nhất. Kính thưa quý vị, từ ngày đạo Phật giáo Hòa Hảo được phép hoạt động đến nay, ban trị sự trung ương cùng tín đồ và các ban trị sự một lòng chung roi chung gián làm cho đường hoa đạo của Phật giáo Hòa Hảo được tưng bừng nở rộ khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê, ở miền Nam đến miền Trung, đến tận cùng tổ quốc đều được ban trị sự trung ương quan tâm mở lớp tu học giáo lý, hầu giúp cho tín đồ hiểu biết tận tường giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy đã chỉ dạy. Con học vô cùng cảm kích và vui mừng vô hạn. Học để mở mang kiến thức là một hoạt động không thể thiếu đối với con người, là con đường duy nhất dẫn đến thành công trên nhiều lĩnh vực, dù là đời hay là đạo. Thế nên, ý nghĩa của việc học là không cùng, và đối với giá trị chân lý của Phật Pháp lại là quan trọng hơn nữa. Giáo lý của Đức Thầy dạy, một kho tàng pháp bảo, biết bao lời hay ý đẹp, chẳng những dạy cho tín đồ mà còn giáo hóa chung cho cộng đồng xã hội. Nó là khuôn vẹn phước học, là kim chỉ nam cho những ai muốn hướng về chân thiện mỹ, góp phần xây dựng phát triển đất nước, quê hương được phồn vinh giàu đẹp, đồng thời là la bàn cho nhân sinh vượt bể sanh tử, tìm về bến giác. Và Đức Thầy cho biết, giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Và Đức Tôn Sư cũng đã khẳng định, nghe cạn lời cho có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Kính thưa quý vị, dẫn biết rằng mỗi nhà ai ai cũng có quyển sấm giảng hy văn giáo lý để học, để tu, nhưng nếu không có trường lớp chỉ dạy căn bản thì e khó tránh khỏi những tình trạng nghiên cứu lệch lạc, sai lầm của mỗi cá nhân và không sao thấu hiểu được những triết lý cao siêu trong giáo lý học Phật tu nhân mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Được biết lớp học này, ban phổ truyền giáo lý trung ương trang bị cho học viên có được nguồn kiến thức vô cùng quý báu, và từ lâu con ao ước mong sao ra địa phương mình mở lớp giáo lý căn bản cho nhiều người tham gia được học giáo lý của Đức Thầy. Và điều đó đã trở thành hiện thực, nên khi được thông báo chiêu sinh, niềm hân hoan phấn khởi ngập tràn trong lòng con không sao nói hết được, nên con đăng ký vào học.
Con xin thay mặt cho học viên xin hứa học tập thật tốt, chấp hành nội quy, xin hẹn theo thời khóa biểu, giữ trật tự yên lặng, tiếp thu bài giảng để bổ sung kiến thức đạo đức cho mình, để không phụ lo lắng của tất cả các đặc ban để dạy con hình thành lớp học này. Chúng con chân thành cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ban tổ chức hoàn thành nhanh thủ tục pháp lý. Chân thành tri ân ban trị sự trung ương, ban đại diện giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban lãnh đạo lớp, ban giảng huấn, ban giám thị, ban tổ chức, quý vị mạnh thường quân và quý ông bà cô bác, chư quý vị đồng đạo, vì sự nghiệp xỉ như chánh pháp của đức thầy, đã chuẩn bị chu đáo vật chất lẫn tinh thần để lớp học thuận lợi diễn tiến tốt đẹp. Trước khi dứt lời, con kính chúc quý vị quan khách và quý vị khách mời dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hành đẹp, các tường. Kính chúc các đặc ban cùng toàn thể ông bà, cô bác và đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Kính chúc buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp. Lễ phép trân trọng kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ban tổ chức cho chúng học thật. Đường thiện đến ngay khi biết
Chúng ta từ từ tiến lên.
người mà lớn tuổi mình ngồi trên trên, nhỏ tuổi thì ngồi lớn sau, đi thẳng lên người ta tổ chức sẽ sắp chém phát tài liệu cho quý vị, chúng ta sẽ học ngay cái buổi sáng này. Đây là chuẩn bị cho khai giảng ngày hôm nay cho các học viên nha quý vị. Còn 15 phút để chấm đến 20 giờ hết rồi hai ngày đây. Còn bên đây một nè, mấy em đi qua đây. Dạ, nhỏ đủ ba để bên kia. Nhỏ đứa đây chút xuống nước luôn rồi chúng ta đang sắp xếp lớp thứ tự cho các học viên nha quý vị. Phát tài liệu cho học viên lớp trước đi. Phát tài liệu cho cái giải bên này nè. Hai cái giải bên hai giải đây còn cái này đó được còn cái giải này chậm phát tài liệu ra. Các bạn cứ xong rồi tính. Ở đây mấy em nào là sinh năm 2014 là cái ngày lớp đó đông hậu dự thích cái này cái lớp cái đông dự thích. Mấy cổ ở đây lớp rồi hả? Thì 6 cổ lên thì 5 cổ lên hả? Hả? 15 tuổi thì tình 15 tuổi 15 tuổi đó lên cái là 27, 8, 9 cái thích được tuổi luôn là chính thức còn này hai này cũng chết rồi ngay cái đầu nè cái này này nó xuống sao có hai đầu thì ủa chú học nữa hả? Ở vậy gái làm sao tu theo mẹ đây? Không, nhỏ này nó đi qua đây luôn. Hai ngàn một, hai ba bốn năm là dự tính hết rồi. Giờ này mới thấy xuất hiện hả? Nó dự tính trong một chút chết hết nữa, chứ sao học nữa? Ngày nào ba cũng sắp xếp một cái đứa nữa đó, còn giờ mình qua đây nè. Chưa có tài liệu thì giờ đưa ta lên.
bên học viên chính thức á. Kìa kìa, còn đàn học viên chính thức kìa, còn đây nè, cô bán cái gì? Mời quý vị giám thị mình phát tài liệu nè. Ở phía trên học viên chính thức còn thiếu tài liệu nè. Các tên họ để vô số điện thoại, mất máy để vô. Đây, cái xã của mình ở, cái xã nào. Rồi bây giờ học viên mình là hai người có tờ luôn đó. Người có tờ chúng ta lên để phát tài liệu để chúng ta có nghe không? Cái phiếu ghi tên, đăng ký học học. Bây giờ mọi người lấy tập hát và điều đó là cũng tập cái gì giết trước đi còn tài liệu để không sao sự thích nó hết cũng tập đi giết thôi thằng ca nó không định cái tên của mình tên họ của mình nó cũng ghét nó đấy. Bây giờ cái này ổn là video đang lấy cái cuốn tập cái giết của hát và họ chỉ dự thích một cuốn tập của một cái giết. Dự thích cái này học cái thức cái gì thức qua mấy dự thích là sao giờ tụi nó dự thích sao năm mấy thì là dự thích này là ban phát tài liệu của ban phát tài liệu để diễn biến quan một càng có tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa toàn thể quý ông viên thân mến, hôm nay thì là lớp chúng ta được khai giảng. Thì chúng tôi mong rằng là tất cả ông viên chúng ta đến học cho nó đúng giờ. Buổi sáng đó, nguyên đạo đi đến rồi 6:30 nguyên đạo đến lớp để ăn sáng, đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục là 7:00 chúng ta vô lớp. Không biết đâu, gắn tranh thủ đi sớm nha. Buổi chiều đó, buổi chiều ngày hôm nào chúng ta phải có mặt trước 1:00 để chúng ta vô lớp, là bản sáng 7:00 vô, 11:00 ra, chiều 1:00 vô, 4:00 về, phải không? Thì nói chung biết đạo thì trong cái lớp học ngày này chúng tôi đi rất nhiều lớp, cho nên không được trực tiếp với quý đạo là thường xuyên, nhưng mà tôi mong rằng quý đạo hãy cố gắng. Rồi quý đạo nào mà lớn tuổi á, chúng ta ngồi nghe không về chúng ta truyền đạt lại cho con cháu mình, nhưng mà phải có mặt và phải chụp hình không, đi chơi thì có mặt chụp hình đàng hoàng, nghỉ thì xin phép với ba chúng thị. Thì tôi hứa với quý đạo nếu mà lớn tuổi là bạn được, sau này trở về đây tôi sẽ hướng dẫn cách làm bài với ông đạo, làm sao đồng đạo học có tốt nghiệp. Nhưng có cái nhấn mạnh là tôi không có bảo đảm, đúng không? Thì cô bác anh chị cứ lớn tuổi cứ cố gắng ngồi học và mình nghe, có cái gì gọi là thắc mắc thì gọi là đến gặp với tôi hoặc tổng thống thầy để chúng tôi có cái hướng giúp đỡ cho quý đạo. Quý đạo cứ quan tâm. Thì hôm nay thì bài giảng của chúng ta thì cũng ngắn, nhưng mà cái bài giảng này thì nó rất đơn giản, nhắc lại cái lịch sử. Ra mời toàn thể quý đạo học viên chúng ta là tài liệu của mình lên cái trang số 10 của quý đạo, mời mời tất cả học viên đặt cái tài liệu mình lên trang số 10 để chúng ta theo dõi bài giảng hôm nay của chúng tôi. Khi mà đồng đạo mà vô học đó, được ban giám thị là cấp cái thẻ của mình, là đồng đạo phải đeo thẻ của người mình chứ không có bỏ lại hết để chúng tôi vô làm nè. Chúng tôi biết coi là có lộn không, khi cấp cái thẻ của mình rồi đó thì đồng đạo có là coi coi đúng họ và tên, không nếu không đúng đem lên tôi sửa lại đi để sau này chúng ta cấp cái giấy chứng nhận của đạo lo cho bị lừa. Rồi bây giờ chúng ta tập trung nghe bài giảng, không nên nói chuyện.
là lịch sử trở về trước. Thì đó là có cái bậc thầy Thế An ra đời để hỏi đạo. Thì hôm nay chúng tôi kính thưa ban tổ chức lớp, ban giám thị cùng là ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Phú, Ngô Mỹ Đức, cùng các vị giáo viên đồng nghiệp chúng tôi. Thì hôm nay chúng ta ngồi nghe trên cái lớp này được cái một bài giảng là cũng xây dựng Đức Phật Thầy Thế An và các vị hoàng đạo sau Đức Phật Thầy Thế An để chúng ta tìm hiểu. Thì lời nói đầu tiên của chúng tôi là gửi đến quý đạo lời chúc sức khỏe và là hòa trầm trân trọng nhất. Dạ cảm ơn. Bước vào lịch sử để trở về trước thì là các đấng thánh tiền Long Hoàng. Thì điều trong cái lúc mà nhân dân sống trong cái cảnh nó điêu linh khó khổ, cho nên như vậy thì mấy ngày mới là ra đời hỏi đạo. Trong cái hoàn cảnh đó thì ra ngoài xã hội cũng vô cùng có lộn vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai sáng đạo. Thì lúc ấy nước Ấn Độ cũng chia ra rất nhiều cái đẳng cấp, rồi nổi lên rất nhiều cái mê tín dị đoan, cho nên Đức Khổng Tử cũng vậy. Thế nên nó là nước Trung Hoa tranh chấp hỗn loạn giữa cái thời xuân thu chiến quốc, tranh giành quyền lợi làm cho nhân dân sống hết sức là đồ nát. Đến giữa thế kỷ thứ 19, nước Việt Nam chúng ta vào lúc ấy vua chúa Nam Bắc cũng tranh chấp lẫn nhau, mở ra nhiều cuộc nổi loạn của Liên Long Xâm, Liên Long Thôi. Thì vào lúc đó tại bờ Hữu Ngạn sông Tiền ở miền Tây thì Đức Phật đó là Thầy Thế An ra đời. Ngài đã sinh vào giờ Ngọ ngày rằm tháng 10 năm Tân Mão 1807 tại đàn Hồng Sơn Trấn Vũ Thanh Sa Lết, nay là tỉnh Đồng Tháp. Thân sinh của Ngài đó thì chúng tôi thực ra là tìm rất nhiều trong cái điển tích nhưng mà không có biết thân sinh của Ngài là ai. Còn phân mẫu đi cho nó khỏi các gia đình làm Hồng Sơn thì lúc đó Thầy Thế An mới ra khuyên Ngài là các ông nên cầu nguyện Phật trời là hơn, chứ không có nên tống gió của mình, tống cái làng của mình đi rồi thì làng khác cũng hưởng. Thôi như vậy thì là mình cầu nguyện là ơn trên để gia hộ. Như vậy thì là cái lời nói của Phật Thầy Thế An không được ai quan tâm đến, cho nên người ta quyết định là mời ông là rời khỏi đây này, tại vì đó là nơi này không chứa người lạ mặt. Thì Đức Phật Thầy Thế An mới có là xin vị cái vị đó là ở trong đình này, nhờ tiền thì họ mua cho Ngài một cái đôi vàng sắt, rồi Ngài sẽ nói lên cái lý lịch của Ngài, rồi Ngài sẽ ra đi. Thì vào lúc đó thì đó là được sự thống nhất của nơi này mua cho Ngài một đôi vàng sắt. Khi mà mua đôi vàng sắt xong rồi Ngài đó là khai cái lý lịch của Ngài. Ngài là tên chính danh là Đoàn Văn Viên. Ngài có thân nhân với ông Viên và ông Hiểu ở cái địa phương này. Thì là các vị này mới là đến để mời ông Viên, ông Hiểu đến để gặp mặt Đức Phật Thầy Thế An. Nhưng mà khi hai ngày đến rồi đó thì cũng không nhìn được Đức Phật Thầy Thế An là ai, cho nên Ngài mới kể ra những cái việc mà lúc Ngài còn nhỏ ở sống chung với các vị này cho cái ông này nghe được. Và khi đó mới nhìn ra được là cháu của mình, nên các vị này mới ôm Đức Phật Thầy Thế An mà khóc và khuyên Đức Phật Thầy Thế An là không nên đi đâu nữa, hãy ở lại đây để sống chung với các vị này. Nhưng mà vì cái lời hứa cho nên Đức Phật Thầy Thế An đó là quyết định phải rời đi. Như vậy thì Ngài xuống chiếc xuồng phần bơi vào một miếng tre, thì các vị này ông Viên, ông Điểu và ba người khác nữa bơi ra bằng 5 cây dầu mà coi mãi thôi không có kịp Đức Phật Thầy Thế An. Như vậy thì là Ngài có đi xuống xuồng bơi là ngược ra qua cái làng Ngài mới là trở về là làng được cái làng Tiến Thạnh bơi qua Trà Bư. Khi mà qua Trà Bư đó thì đó là Ngài mới là dẹp ông xảy lên, Ngài che một cái máy cái liều để Ngài ở đó. Thì các vị này lên cũng năn nỉ Ngài quyết định để cho Ngài trở về, nhưng mà Ngài không trở về. Ngài cho biết rằng khi mà tôi đi khỏi cái đình làng Trầm Sơn đó thì tôi có để ở nơi đó
một cái cây thẻ năm ông. Quý ông đi về đó, rồi coi cái bệnh nhân nào mà có bệnh đó, lấy cái thẻ năm ông đó ra mà trị cho người ta. Thì các cái việc này đó là năm nghỉ ngày không được, cho nên đó là ngày mới đó là về phía đình làng. Trong cái chiếc hồ đang có cái dựng làm cái cờ ngũ sắc. Thì như vậy đó là đây là khâu hậu cần chuẩn bị các món ăn cho học viên của buổi học giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ở tại ban trị sự xã Mỹ Đức nha quý vị. Đây các món ăn và khâu hậu cần của các cô đây. Các món ăn này nghe quý vị. Thợ nấu chánh của con chứ. Đây là cô Tư của Bích Giang nha quý vị, thẩm chánh khâu hậu cần à, cô ban trị sự Mỹ Đức đó nha quý vị. Cô đa tài luôn, độc giảng viên nè, nghe thợ nấu nè, nấu cơm từ thiện nè quý vị, đầy đủ hết quý vị. Quý vị đồng đạo nào giao duyên tới ban trị sự xã Mỹ Đức đây sẽ gặp cô. Xã Mỹ Đức vừa học buổi sáng xong giờ tới giờ dùng cơm của các thí sinh nha quý vị. Các học viên vừa học xong buổi sáng giờ tới dùng cơm, mời chư quý vị dùng cơm đây. Đây là tại ban trị sự của xã Mỹ Đức thưa quý vị.
Bữa nay là ngày đầu tiên khai giảng lớp học. Chưa quý vị đồng đạo gần xa nào có muốn đủ gieo duyên học giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thì bồi dưỡng giáo lý căn bản hả quý vị, tới đây đăng ký học không quý vị? Đây là các học viên. Người đẹp ơi, người đẹp sáng giờ. Sáng giờ người đẹp ở đâu mà không thấy gì người đẹp không? Sáng giờ ở đâu không thấy vậy? Trời ơi, sớm giờ quay không thấy người đẹp, giờ này mới thấy người đẹp đây. Thank you.
vô chứ. Con người làm tròn cái đạo năng để tiến lên
lớn Phật tâm đi. Còn ở nước Việt Nam chúng ta vào đầu thế kỷ 19 thì chúng ta đang chịu dưới sự là thống trị quyền cán của thực dân Pháp, là ảnh hưởng chiến tranh thế giới thứ hai. Nhân dân sống trong cảnh nước mắt nhà ăn còn người ly tán, nào là cảnh nghèo đói dịch bệnh chiến tranh là tàn khốc, mà lúc này có khả là chiến tranh thảm khốc còn lây cứ ngon vẫn mới đau do là hầm hay là mùa màng tắt rối đau lòng phố thương hại bán nhân dân đúng rồi. Còn người không có để nghe đạo đức truyền thống của dân tộc từ gần như là bị xói mòn lần lần thế đạo si mòn lần xưa tiếp tục phải còn với ai hay là ở thị tiền vua nhân xứ khởi những hồn hư cho một gái đặc trên làm hốt thuốc về mọi khe trang và trùng điểm ba cô ngày hốt máu thì kính thưa quý vị nên thành thị hoặc chất hào hoa đã đánh chết bao nhiêu họ hoàng hôn và đất nước mà sống trong cảnh anh châu môn trụ tràng rào bạc áo kiện trụy lạc. Còn ở chốn thôn quê thì lại là bị lo mê tín và ý vị kém hèn trong tâm hồn nông dân kém học thì đa số đồng bào chịu cảnh mù chữ. Thì cái người dân là đánh mất đi cái tiêu chuẩn đạo đức của dân tộc. Còn về chốt tiền môn thì đồng cốt bóng tròn lượng cốt thì lượng mùi bị lo mê tín nhảy đạn ngay chốt tiền môn là mất đi lai ngay chánh pháp vô vi chân truyền của Đức Phật. Mà Đức Thầy cho biết là cả ngàn năm nhân tâm sâu xín sau trung hoài trọng thánh hai thành thì trước cái hoàn cảnh là đau thương mất mát như thế thì may mắn đây đại đồng bằng sông Cửu Long lại có một lời đạo bài sinh khởi là tức là vào mùa hè năm kỷ bản 1939 thì có một nền đạo là mở cửa lên miền Nam Bang và tuyên mọi người làm thành đánh giữ và chống lại giai cấp thống trị, lấy giáo pháp học Phật công nhân làm nền tảng giáo lý cho tín đồ, thì đó là đạo Phật giáo hòa hảo do Đức Quỳnh giới chủ khai sáng. Vậy thăng thế sự nghiệp và bước chân thiên có đạo của ngài như thế nào thì kính thưa quý vị kính mến, hôm nay chúng tôi cũng sẽ trình bày là ám sát theo cái câu hỏi mà ban giám thị đã phát cho quý vị, đó là câu hỏi số 6 và số 7 và số 8 thì quý vị sẽ ám sát vào câu hỏi đó. Chúng tôi cũng sẽ trình bày lên bản cái những ý nào chính thì tôi viết lên bản, còn những ý nào cũng không cần thiết thì chúng tôi không có ghi. Cái câu gì coi lại cái câu hỏi đó là chừng nữa nó trả lời trong cái tài liệu trên TV thế nào là cái câu hỏi đó. Trước đây chúng ta tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của ngài. Quý vị là trang số 13, 14, 15, 16, có nạp bằng đó. Thì trước tiên chúng ta tìm hiểu về thân thế. Thì thân thế là vị khai sáng đạo Phật giáo hòa hảo là Đức Quỳnh giáo chủ. Đi học và làm gì mà cỡ thì ngày đản sanh vào ngày mấy quý vị? Ngày đản sanh vào ngày
25 tháng 11 năm Kỷ Mùi 1900 nhằm ngày là 15 tháng 1 1920 tại làng Hòa Hảo, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh An Giang, thì ngày sinh ra trong một gia đình trung lâm là người con thứ tư của Đức Âm là được ông bộ là một vị hương cả trong làng được nhiều người kính trọng quý đã và được lên tin nhận là một vật tiền mẫu nhân đời. Thì lúc thứ thời trong tài liệu đó mình lấy đánh dấu rồi mình đánh dấu. Trong tài liệu cái gì? Cái gì là tài liệu đánh dấu cái gì? Vàng số 3. Thì lúc thứ thời, ngày tỏ ra khác thường trong nhiều trường hợp. Ngày thích nói, thích cười và không thích điều kiện vườn ca sinh hát như những người phụ trang lúa tuổi, mà chỉ thích về những nơi thanh tịnh để mặc tủ trầm tư. Ngày cũng được phụ mai mưa và trường hợp chủ quốc ngữ ở Tân Châu, nhưng vì lý do sức khỏe nên ngày phải tạm gần việc học tập ở Phật Tử Lâm. Tuổi tráng niên của ngày ngồi anh chỉnh lo lãnh hoa y thầy quay quý vị là cái trang số 13. Quý vị dựa vào đó chúng ta trả lời quý vị, chúng tôi chỉ là ghi gọi là tham độ nhất nhân. Thì để cố nguyên giống nồi, Đức Thầy đã chủ trương áp dụng nhiều phương pháp cùng một lúc, đó là trị bệnh bộ đề, tiếp pháp bộ đề và quyết sấm thay nhân bộ đề, còn gọi là tham độ nhất nhân. Một, trị bệnh đồ đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là buổi chiều tại ban trị sự xã Mỹ Đức, lớp học giáo lý bồi dưỡng căn bản buổi chiều vừa xong và các học viên ăn cơm dùng cơm buổi chiều không quý vị tại ban trị sự xã Mỹ Đức. Bữa nay là ngày khai giảng đầu tiên lớp học khóa giáo lý căn bản tại ban trị sự xã Mỹ Đức nha quý vị. Lớp học buổi chiều vừa xong và các học viên dùng cơm nha quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là các học viên dự thính. Nghĩ mùa hè các bé lại học giáo lý Phật giáo căn bản của ban trị sự sẽ biết đức không quý vị? Quá nhiều mọi người. Bố cô lại con. Cái nào không có chứ con. Đưa mấy con lên YouTube luôn nè. Đúng rồi, đồng đạo ơi, bữa nay là lớp khai giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ngày đầu tiên tại ban trị sự cơ sở Mỹ Đức. Về học ngày nay là nguyên ngày, giờ này các bé nó học vừa xong rồi tới bữa dùng cơm chiều không quý vị? Quý vị đồng đạo nào có học đến đây đăng ký nghe quý vị tại ban trị sự cơ sở Mỹ Đức đây. À, chúc các con ăn ngon miệng nha. Rồi cố gắng học giáo lý của tổ thị lên nha các con. Các bé rất là vui nha quý vị. À, đồng đạo ở đâu vậy mà gửi lên đây vậy? À, thì đây là tại ban trị sự xã Mỹ Đức. Đây là cô thợ nấu bếp trưởng của ban trị sự Mỹ Đức này nghe quý vị. Nấu cho các học viên học rồi dùng nghe quý vị. Cô Bích Văn rất là dễ thương nghe, cô Tư Bích Văn đó. À, cô Tư ơi, có một đồng đạo nói là em muốn gửi trà mãn cầu cho học viên. À, đây là cô đây nè, bây giờ đồng đạo muốn gửi thì đây là tại ban trị sự của Mỹ Đức. Rồi đồng đạo muốn gửi thì dạ cô ở đây là bếp trưởng đây, cô nhận đây quý vị ơi. À, vậy thì em gửi địa chỉ lên tại ban trị sự xã Mỹ Đức luôn đi cũng được đó. Để ban trị sự, tại ban trị sự chứ shipper nó biết mà. Ở đây khóa học tới 20 ngày đó em.